Chào các bạn, lâu quá mới gặp các bạn. Hôm nay mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem một cây cách la da mới, bông màu đỏ, rất là đẹp các bạn. Vua Đài Loan, kỳ nộp Taiwan đó các bạn. Bông rất là thơm các bạn ơi, thơm quá. Đây, mời các bạn cùng xem. Bông của nó là màu tím sen các bạn ha. Tím sen. Họng màu màu vàng các bạn. Họng chẹt màu vàng. Bông màu tím. Tím sen. Nở hai giò bông. Cái da hành này các bạn coi, nó rất là đều. Thơm lắm các bạn, thơm. Đây là cái cây thọ trắng, cách la da thọ trắng hôm qua mình quay cho các bạn xem ha. Bông nó này các bạn, và đây là cái cây Turret, nó chuẩn bị nó nở nè các bạn. Đây, ở phía tay tay của Nguyên nè bạn. Đây coi. Ai dạ, lấy không được các bạn ơi. Hôm qua là lấy không được cho các bạn xem, thì hôm nay sẽ lấy cho các bạn xem. Đây các bạn, bông chuẩn bị nở nha các bạn ha. Đây là cây Turret, cây mới các bạn, cách la da Turret rất là đẹp, nhưng mà mình chưa có biết bông. Để khi nào mà nó nở thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem ha. Như là cây thỏ trắng và cây kỳ nộp Taiwan thì mình đã quay cho các bạn xem. Còn một vài cây nữa nó đang chuẩn bị có bông các bạn. Đây 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 đây, xa 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 xa, cây này cũng chuẩn bị có bông nè các bạn. Đây, cái lưỡi mèo nó đã lên rồi nè các bạn. Đây là cái lưỡi mèo của hoa cách la da. Thì cây này mình cũng chưa biết bông luôn, cây này cây mới ha các bạn ha, mới. Ở đây mình có mấy cây vũ nữ lan nhạn này các bạn, rất là đẹp, bông màu xanh nha các bạn, rất là đẹp. Cái cây King of Taiwan, vua Đài Loan này là lâu lắm nha các bạn, này khoảng năm 2018 19. Nó rất là cũ rồi, nhưng mà bông thì nở rất là đều, năm cánh này các bạn xem nè.
năm cánh rất là đẹp. Nở hai 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 giò bông rất là đẹp, thơm. Giống này thì nó hơi cũ hả các bạn ha, nhưng mà chơi được các bạn, chơi được. Ngoài ra thì như hôm qua Nguyên cũng quay cho các bạn xem là cây thọ trắng các bạn, thọ trắng thì nay là ngày thứ ba các bạn, nó chuẩn bị nó đổi sang màu trắng trắng bạch tuyết rồi đó. Hôm qua là nó ba màu trắng tím và cái nhị xanh ha, có viền xanh ở cái nhị. Hôm nay vẫn còn nhưng mà nó bắt đầu nó lợt các bạn ha. Đây mình quay gần cho các bạn xem. Nó bắt đầu nó chuyển sang màu trắng hoàn toàn, bạch tuyết, trắng ngọc trinh các bạn ha. Giờ còn trong vườn lan Nguyên thì còn ba cây mới nữa đang có bông các bạn ha. Như Nguyên đã quay cho các bạn xem thì chưa có biết bông màu gì, thì phải đợi 3 đến 4 ngày nữa nó nở thì Nguyên sẽ quay cho các bạn xem ha. Các bạn thấy kênh của Nguyên Sứ Dừa hay thì các bạn cho mình một like cũng như nhấn chuông nha các bạn để đăng ký kênh. Ở xa xa thì Nguyên thấy cũng có một cây nữa các bạn. Cây đó hình như là cái cây hoàng hậu trắng đấy các bạn, hoàng hậu trắng. Đây cái cây hôm qua mình quay cho các bạn xem đây, nó nhỏ nhưng bông nó về nè các bạn, bông nó màu đỏ các bạn. Đây nó chỉ có hai bông thôi nhưng nó như thế này nè các bạn. Quá trời đẹp luôn. Giờ này là 11 giờ trưa rồi các bạn, hơn 11 giờ trưa rồi. Thì quay cho các bạn xem vào thời điểm này thì nó bông nó sẽ đẹp hơn, mặc dù mình quay nó cực hơn bởi vì nắng đó các bạn, nhưng mà nắng nó lên màu cũng như mùi hương của nó tỏa ra rất là thơm để quay cho các bạn ha. Đây là những cái cây mà thơm, rất thơm, gồm có thọ trắng nè, vua Đài Loan nha các bạn, rất là đẹp. Hai cây này đẹp quá các bạn. Quá đẹp. Thơm nữa. Thơm lắm. Quá trời thơm luôn.
thơm 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 đậm ngọt ngào lắm các bạn. Đến đây thì video này xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Nguyên nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.